đây là cái chai nhựa mà bây giờ tôi muốn cắt bằng cái này. Để làm thế nào? Tôi đặt hai cái này lên cái mặt phẳng. Dao đây. Đặt đây đúng vào mũi dao. Kia. Thế là chỉ việc xoay cái chai ở bên kia. Thành cái khía này. Đấy, cách này giấu. Đây là cái chai thứ hai. Đúng vào cái mũi dao nên là nó khía cho một đường. Bây giờ ta cắt bỏ lên trên này một chút. Ở đây là nhìn thấy cái vệt ở bên trong. Cho ánh sáng các bạn nhìn thấy. Rất là bạn ý chỉ luôn. Thế còn bạn nào mà kéo tay thì đặt mũi dao đúng vào đây để ta cắt xuống. Rất bằng nhau.